Hello, Thanh Tính xin chào anh em nha. Nay là clip còn ba con ha. Báo giá cho anh em ha. Ba con nha anh em. Trại bà Thanh Tính có địa chỉ là ấp 4, xã Thanh Phú, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh. Anh chị em nào mà có nhu cầu muốn mua bò thì cứ đến trại bò Thanh Tính. Chuyên bán bò đẹp. Con này thì là con ba B nha anh em. Ba B này thì mẫu mẹ kem, xương đẹp. Bò này chạy bán với giá là 19 triệu 500 ngàn nha anh em. Chiều cao con bò này là 1m05, chắc hơn 1m05 quá anh em. 19 triệu 500 ngàn. Bò này là 6 tháng rưỡi nha anh em. Có sừng nha anh em. Anh chị em nào mà có nhu cầu mua bò thì cứ đến trại bò Thanh Tính ha. Đây, đang gom ngay nè, rất đẹp cực kỳ luôn nha anh em. Ba B bây giờ nó hiếm lắm anh em, ba B đẹp giờ hiếm. Rồi con này là con ba B kem. Em này thì cũng có chiều cao là hơn 1m05, tầm nói chung là hai con này xứng nha anh em. Con này thì chạy bán với giá là 18 triệu 500 ngàn nha anh em. Ăn gom anh em coi, bỏ gom vô ăn là thấy thương luôn. Sáng ăn cỏ chịu gom ăn thấy thương, mặt mày rất là đẹp bò nha anh em. Đây lưng này anh em, mọi người có nhu cầu đến trại bò Thanh Tính ha. Một cặp nha, cặp này là một con thì con này 18 rưỡi, con này 19 rưỡi. Ba B nó mắc hơn chịu nha anh em. Lưng đẹp cực kỳ không, dễ xài nha, một bò gọn tiền dễ xài ha. F2 nha anh em, chuẩn 100% F2 nha anh em. Hai con này chiều cao đó là 1m05, trên 1m05 nha anh em. Và em này chiều cao 1m1 nè, chiều cao 1m8 nè, đích phía sau là hơn 1m1 nè, 20 triệu đó. Ngang nè anh em, ghê không, bữa nay xịt hết dây dè đó anh em. Bò này cái mình thùng nha, cái hình thùng, cái con hình thùng thì nó sạc dữ lắm anh em. Hình thùng nó sạc. Cái này, mẫu này là mẫu kem nha anh em, 20 triệu anh em. Khi nào trại bò về nữa thì em sẽ gọi cho anh em ha. Đấy, em sẽ đăng clip lên cho anh em xem ha. Hiện tại thì trại còn ba con này nha anh em. Giá dễ mua lắm, nói chung cấp gà dễ mua lắm, nhưng mà khoảng chừng tháng nữa là khó à. Hết bò, cạn bò nhiều lắm mình nha anh em. Đây, móng. Lòng sát. Giò cẳng này 20 triệu nha anh em. Kem đẹp chưa không, 18 rưỡi, đẹp cực kỳ này, 19 rưỡi nha anh em. Trại sát lộ lớn rồi ha, trại bò Thanh Tính ha, ấp 4 Thành Phố Cầu Kè Trà Vinh. Anh chị em xem kênh nhớ đăng ký kênh giùm em nha. Con này bán rồi nha anh em, này bán rồi mà khách gửi. Giờ kiếm được ba bê bự gì khó lắm. Pin ghê. Còn cái đòn dài nó pin. Ghê. Rồi, xin chào anh em nha. Hẹn anh em lại cái video sau ha. Nhớ đăng ký kênh để ủng hộ trại bò Thanh Tính nha anh em.